Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Xem trước Honda NC 7 Canoe X 2021 ra mắt, củng cố là cái đội quân 7 Canoe series của nhà Honda. Cuối cùng thì cái mô hình mới Honda NC 7 Canoe X 2021 cũng đã được hãng xe Nhật Bản cho ra mắt. Cái phiên bản mới này được xem là một cuộc lột xác rất lớn, chứ không đơn thuần là thay đổi về màu sắc. Từ cái góc độ kiểu dáng, những thay đổi của cái dòng NC 7 Canoe X 2021 bao gồm cho mình một cái đèn pha, đèn hậu, đèn LED mới, đi cùng với những cái tấm ốp bên hoàn toàn mới, mang cho mình một cái đẹp thể thao và sắc nét hơn. Cái mẫu xe này sẽ bao gồm tới 4 màu sắc mới là đỏ, đen, trắng hoặc xanh. Cái điểm gây chú ý nhất trên cái phiên bản NC 7 Canoe X 2021 là việc giảm trọng lượng xuống khoảng 6kg so với bản trước đây, nhờ vào những cải tiến mặt khung bằng cách là thay đổi là cái độ dày của các ống khung, giúp tiết kiệm là 1,8kg. Với cái chiều cao yên giảm là 30m, cái kính gió cao hơn, cùng với cái bản đồng hồ LCD hoàn toàn mới là những gì bổ sung hấp dẫn trên cái phiên bản mới này. Việc đặt cái bình ắc quy ở vị trí head cũng giúp cho không gian cái khoang chứa đồ ở bình xăng giả được tăng thêm thể tích, và có thể để chọn được một cái mũ hiểm là full face, bổ sung thêm cái ổ sạc USB-C ở bên trong. Vì cái động cơ cũng nhẹ hơn phía trước, vì là một cái động cơ cũng nhẹ hơn phiên bản trước, nên toàn bộ cái chiếc NC 7 Canoe X 2021 cũng chỉ có trọng lượng ước là 214kg. Cái mẫu cũ là 224kg cho phiên bản là DCT, tức là nhẹ hơn 6kg so với bản người tiền nhiệm. Hệ thống kèo cũng được điều chỉnh lại. Hành trình phục trước đã giảm từ 153,5m xuống còn 120m. Hành trình cái giảm sốc sau cũng giảm từ 150mm xuống còn 120mm. Kéo theo cái chiều cao yên cũng giảm là 30m. Điều này cải thiện chất lượng với sự thoải mái khi chúng ta xem. Hệ thống phanh trước là đĩa đơn với kích thước là 320m, đi cùng chiếc kẹp phanh 2bis, đĩa đơn phía sau là 240m với kẹp phanh 1bis. Xe được trang bị cho mình hệ thống phanh ABS 2 kênh, giúp cho chúng ta tự tin ngay cả cái đường trơn trượt hoặc đường ướt. Cái bánh trước và sau của cái mẫu xe này bằng nhôm đúc với kích thước lần lượt 17 x cho 3.50 inch và 17 x cho 4.50 inch, thông qua cái lớp cũng lần lượt là 110/60 ZL7 cho bánh trước, 120/60 ZL17 cho bánh sau. Vành nan nhôm hình chữ L giúp chúng ta kiểm tra và điều chỉnh cái áp suất khí cũng rất là dễ dàng. Giống như cái chiếc XADB 750 cũng vừa được trình làng, thì NC 750 X 2021 cũng trang bị cho mình động cơ là 2 xăng 745cc, được tinh chỉnh để đáp ứng được cái tiêu chuẩn Euro 5, giúp tăng thêm công suất cực đại thêm là 2 HP lên cái con số là 57.8 HP tại vòng tua là 6.750 vòng trên phút. Moment xác đại là 69 Nm, tại vòng tua máy là 4.750 vòng trên phút. Việc bổ sung cho mình liên hợp D+ cho cái phiên bản năm 2021 giúp giảm tải trọng sang số là 20% và kiểm soát khả năng khóa bánh sau khi giảm tốc độ nhanh hoặc số 6 cấp. Ngoài ra cái chiếc xe này còn được bán kèm theo các trang bị tùy chọn nhằm tăng thêm cái tính thực dụng trên những cái chuyến đi đường dài, chẳng hạn như cái hộp banner 5 lít, màn hình LCD cao hơn, bảo vệ khung xe, cái đèn sương mù, sự ấm tay lái, cùng với cái giá để hành lý phía sau. Và clip hôm nay mình sẽ cập nhật, ở những clip sau thì mình sẽ cập nhật nhiều hơn về thông tin giá bán của cái chiếc Honda NC 7 Canoe X 2021 cho các bạn biết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, và trực tiếp nhấn like và subscribe.